Thưa quý vị, Hy Lạp tìm kiếm dầu khí ở Địa Trung Hải tên từ Athens. Chiếc tàu Nordic Explorer của công ty PGS là một trong những công ty khảo sát địa chất lớn nhất thế giới đã ra khơi từ ngày Chủ nhật để khảo sát địa chất biển Ionian và Địa Trung Hải, hy vọng có thể tìm được mỏ dầu khí trong lòng biển. Chiếc tàu sẽ tìm kiếm trong khu vực rộng 220.000 cây số vuông với thời gian 3 tháng. Bộ trưởng Môi trường Evangelos Livadiotis đến thăm chiếc tàu đậu tại hải cảng Paras trong ngày Chủ nhật. Trong lúc cần mất nhiều năm để thăm dò và phát triển khai thác dầu lửa ngoài khơi, các nhà địa chất Hy Lạp tin rằng các lớp địa chất dưới lòng biển nhiều hứa hẹn có dầu lửa và dầu khí. Công ty PGS đã nói với Bộ Năng lượng và Thay đổi Khí hậu Hy Lạp rằng nước ở phía nam đảo Crete có nhiều tiềm năng hydrocarbon. Nếu ước tính trữ lượng trong lòng biển trị giá 600 tỷ Mỹ Kim được xác định, Hy Lạp sẽ có ngày trở nên thịnh vượng. Theo tờ Journal of Environmental Science, biển Hy Lạp có trữ lượng khoảng 4.000 tỷ thước khối dầu khí và 3 tỷ thùng dầu thô.